Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của em Dương Ô Tô Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng một cái mẫu xe 7 chỗ số tự động, mà cái giá tiền thì nó chưa đến 400 triệu quý anh chị nhá. Trước mặt quý anh chị và bạn đây là chiếc Orlando phiên bản LTZ được sản xuất năm 2015. Xe đã lăn bánh được gần 6 vạn km. Một chiếc xe 7 chỗ số tự động. Giá tiền thì bên nhà em đang chào bán là 395 triệu đồng. Xe biển gốc thành phố và hồ sơ thì bên em đã rút cầm tay rồi. Bác nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe 7 chỗ số tự động để chúng ta đi gia đình thì vui lòng alo cho em qua số điện thoại là 0968 288 444. Về chất lượng xe thì bên em cam kết là hoàn toàn không có đâm va tai nạn, không ngập nước thủy kích. Keo chỉ động cơ hộp số là zin nguyên bản theo nhà sản xuất. Bao check hãng test thợ cho các bác luôn ạ. Đó, đây là một chiếc Orlando sản xuất 2015 vào xe thì cực kỳ là đẹp. Có cái ngoại thất nước sơn màu trắng. Orlando thì nó là một cái phân khúc hạng MPV 7 chỗ. Và chiếc xe này thì nó thuộc thương hiệu là của Chevrolet. Chevrolet là một thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Và đây chiếc này là nó thuộc biển thành phố. Nên là các bác nào mà ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn thì sẽ không mất phí tiền biển nữa. À, em nói cực kỳ là đẹp rồi. Với phiên bản LTZ này thì xe được trang bị động cơ là 1.8. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rơi vào khoảng 8 đến 9 lít cho 100 km đường hỗn hợp các bác nhé. Sau đây thì em xin phép là quay thật là chi tiết về những cái phần phía ngoại thất của xe. Đây là một cái mẫu xe đã qua sử dụng mà nó còn rất là đẹp. Sản xuất 2015 và lăn bánh thì mới được gọi là 6 vạn km, 5 vạn 9 các bác nhá. Đèn đóm ở xe thì nó rất là trong, không có bị trời xước, cũng không bị ố vàng hay là bị rạn nứt đâu các bác nhá. Đèn pha là hoàn toàn là đèn zin nguyên bản. Đèn thì được trang bị bóng đèn sợi đốt các bác nhá. Phía dưới cũng có được trang bị đèn gầm này. Đó. Về sơn si thì các bác quan sát là nó không có một vết xước nào đâu nhá. Xe qua sử dụng thì không tránh khỏi những cái vết xước rồi. Thì bên em cũng đã xoa ba đánh bóng hết rồi. Còn về đâm đụng thì hoàn toàn là không có các bác nhá. Đây, logo các bác này. Rất là mới. Và các đường nẹp chrome. Nó rất là sáng bóng luôn. Đèn gầm này, đèn pha đây các bác này. Đèn rất là trong nha mọi người nhá. Hoàn toàn là đèn zin. Xe đăng kiểm còn đến tháng 2 năm 2021. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu, rất là to và dày. Nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn. Và bộ mâm này có kích thước là 17 inch. Kích thước lốp là 225/50 R17. Phiên bản LTZ này xe được trang bị là phanh đĩa 4 bánh. Có đèn xi nhan báo rẽ ở bên hông này các bác này. Đó. Nó không tích hợp trên gương mà nó sẽ lắp ở vị trí này. Tay nắm mở cửa được ốp chrome. Cũng y hệt như chiếc Cruise LTZ thì toàn bộ những cái tay nắm mở cửa thì đều được tích hợp với phím bấm này. Khóa mở cửa thông minh, sử dụng smart key, đèn nổ thông minh, đèn nổ start top thôi nhá. Đây, đèn hậu của xe này, đèn zin và nó rất là mới, trong vát luôn, không có một vết rạn nứt chân chim hay là bị trời xước hay là ố vàng luôn các bác nhá, hoàn toàn là không có. Đây phía sau này. Một chiếc xe đời 2015 chạy 6 vạn, xe còn rất là đẹp. Phía sau thì xe được trang bị cảm biến lùi phía các bác nhé. Đây, cảm biến lùi này. Đó. Cảm biến lùi, đèn lùi, đèn phanh đầy đủ hết.
gạt mưa phía sau. Cụm đèn hậu nó thì không khác gì một chiếc đèn mới. Bốn quả la răng rất là đẹp và ít bị trời xước các bác nhé. Phanh đĩa còn cực kỳ là sáng này, và rãnh lốp của xe thì nó cũng còn rất là ok. Lốp này thì các bác chạy vẫn thoải mái được khoảng 5-6 vạn nữa. Đây, quả la răng này các bác này, xe cực đẹp luôn. Và giờ thì em sẽ quay vào chi tiết cái nội thất của xe nhé. Đây là nội thất của xe được phối hai màu, đó là màu đen và cái màu ghi xám. Nội thất thì các bác quan sát đây, nội thất của chiếc xe này là xe 2015 và chạy 6 vạn km. Da ghế thì nó có nhăn nhầu theo thời gian các bác nhá. Qua 5 tháng sử dụng thì nó có nhăn nhầu, nhưng mà cái da ghế của dòng xe này nó cực kỳ là bền. Tuy có nhăn nhầu nhưng mà nó không hề bị mục, cũng không hề bị rách luôn các bác nhá. Nó giống những da ghế của dòng Nissan. Nó nhăn nhưng mà ngồi nó vẫn rất là êm và nó rất là bền. Đây các bác, bề mặt ghế này, vô lăng đây, vô lăng gọi là vô lăng 4 chấu đi, có tích hợp phím bấm đây, vô lăng còn rất là đẹp luôn. Đây là hệ thống đèn. Gương kính thì là hoàn toàn là gương kính điện các bác nhá. Đây, chỉnh gương này, kính điện này. Đây là những cái phần da mềm. Tay nắm, tay kéo cửa phía trong rất là đẹp nhá mọi người nhá. Ốc bản lề thì vẫn còn nguyên những cái chấm dấu này. Đó, hoàn toàn là chưa ra một con ốc nào. Các bác quan sát cái ốc trước cánh cửa giúp em nhá. Đây, vẫn còn mới tinh luôn, vẫn còn nguyên sơn dấu và nó rất là sáng, không hề bị mài mòn này. Rất đẹp. Về keo chỉ thì em sẽ không quay nhá các bác nhá. Keo chỉ thì bên em cam kết là zin cả xe. Các bác đến xem thì có thể đem theo thợ, hoặc là chúng ta có thể mang đến hãng để check nhá. Đây, sơn dấu của QC này vẫn còn nguyên. Xe là xe số tự động, có cả chế độ số thể thao, số tay, điều hòa auto. Xe được trang bị đầu CD 6 đĩa. Đây, chúng ta có thể độ thêm màn hình ở đây. Đây, đây là start top này. Xe được trang bị smart key. Hệ thống, đây là hệ thống chống trơn trượt, hay còn gọi là cân bằng điện tử của xe. Túi khí an toàn đầy đủ, xe đã được lên cam hành trình này. Đó, chân nỉ các thứ thì nó rất là sáng sủa này. Về chất lượng thì bên em hoàn toàn cam kết là không lỗi nhỏ các bác nhá. Đây, mọi chi tiết ở trong xe nó rất là mới luôn. Đây các bác quan sát kỹ giúp em này, từ những cái chi tiết nhỏ này. Đó, nó rất là mới luôn nhá các bác nhá. Cổ số đây ạ, cổ số không hề bị mòn, rất mới. Bác nào mà đang kiếm một chiếc xe 7 chỗ số tự động để đi gia đình tránh rét mùa đông thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Giá bên em bán là 395 triệu và có gia lộc nhẹ cho các bác nhá. Xe em bán thì hoàn toàn là không có nói cao để mà thương lượng đâu. Bên em chỉ có báo giá bán, sát giá bán để gia lộc cho các bác thôi. Đây, hàng ghế phía sau các bác này. Phía sau thì được trang bị cửa gió điều hòa này các bác này. Đó, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đây, hàng ghế thứ ba này. Hàng ghế thứ ba thì ít khi ngồi đến các bạn này, nên là nó không có bị nhăn nhầu. Đó, xe cực đẹp. Xe đã được trang bị cái lót rối này. Lót thẳng. Đây, cánh cửa phía sau. Dòng xe này đi nó cũng rất là đầm chắc. Đi cực kỳ là thích luôn. Và bên em bán hàng thì có hỗ trợ giảm trả góp các anh nhá. Với cái mẫu xe này thì các bác chỉ cần khoảng 150 triệu thôi. 150 triệu đồng chúng ta có thể sở hữu được chiếc xe này rồi. Hỗ trợ giả góp cho các bác chiếc này đời 2015 thì em vẫn có thể làm được 4 đến 5 năm.
cho các bác từ khu vực Thanh Hóa đổ về nhé. Các bác nào mà quan tâm thì kết nối cho em qua số điện thoại là 0968 288 444 ạ. Các bác có thể kết nối Zalo qua số điện thoại để em gửi những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe nhé. Đó, cửa giả thì đóng rất là chắc chắn rồi. Cái dòng xe Chevrolet này thì nói thật với các bác là xe nào đóng cửa của nó cũng rất là thích, vì cửa nó rất là dày, thân vỏ cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, thân vỏ cực kỳ là chắc chắn, khung gầm của chiếc xe này thì các bác hoàn toàn không thể chê được rồi. Đi rất là đầm. Đây, em sẽ mở cho bác xem qua cái phần khoang động cơ. Xe được trang bị động cơ là 1.8. Đây các bác nhé. Tạm thời em sẽ cầm quay một tay thôi. Đây, trước tiên thì em sẽ cho các bác xem những phần tai đèn này. Tai đèn này. Đấy, rồi là những cái hàng đinh tán này, những con ốc này. Hoàn toàn là zin nhá. Xe thì bên em cam kết luôn về chất lượng. Ra máy của nó thì các bác quan sát là nó rất là sáng, nó sủa và không có hiện tượng là bị thấm dầu. Nó rất là khô. Đây, cụm phanh là phanh ABS các bác nhá. Đấy, phanh là phanh ABS. Hệ thống an toàn gồm có phanh ABS cả 4 bánh. Rồi là cân bằng điện tử đầy đủ hết nhau anh nhá. Đó. Ốc chân máy đây các bác này. Đấy, ốc chân máy zin hết nhá. Máy số nguyên zin. Báo chính hãng cho các bác luôn. Ở chiếc xe này là gốc biển thành phố nên các bác ở Hà Nội mua về thì chúng ta sẽ không mất phí 20 triệu tiền biển nữa. Ok, vừa rồi thì em đã gửi đến cho các bác video chi tiết về chiếc Chevrolet Orlando phiên bản LTZ được sản xuất năm 2015. Xe lăn bánh được 6 vạn km. Và chiếc xe này thì bên nhà em đang bán với mức giá là 395 triệu đồng. Có hỗ trợ làm giả góp cho các bác từ khu vực Thanh Hóa đổ về. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Giờ thì em xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn ở những video tiếp theo ạ.